Ok, hello, xin chào quý chị nhà tư nha. Thì lại là em Lâm đây, rất vui được cả nhà trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Rồi, thì cũng đã một phiên giao dịch đã trôi qua rồi nha anh chị. Và chúng ta cũng đã kết thúc một cái tuần giao dịch phải nói là cực kỳ đẫm máu luôn, khi mà gây ra những cái tâm lý là vô cùng chán nản. Vậy thì đâu mới là các cái điểm mà chúng ta có thể là tham gia các cái nhịp gọi là đánh ok hơn, và đâu là những cái điểm mà anh chị có thể là cân hàng, và cũng như là chúng ta có đưa ra những cái sự đánh giá hoặc là thích hợp. Thì ở đây em Long có để một cái tiêu đề đó là tuần này ép bán, tuần tới thì thăng hoa. Rồi thì anh chị thấy ha, mặc dù trong phiên ngày hôm qua cũng như là phiên ngày hôm nay, thị trường VN-Index của chúng ta đã ghi nhận những cái mức giảm phải nói là cực kỳ khốc liệt. Nhưng phần nào đó anh chị cũng thấy rằng là thị trường chúng ta vẫn đang cho những cái sắc xanh khá là tốt, đặc biệt ở nhóm ngành bất động sản nha anh chị. Đó, ngày hôm nay thậm chí là đất xanh có những cái lúc kéo lên 4% luôn. Nhưng mà vì sao nó lại bị cục đầu? Thứ nhất, vì thị trường không đồng thuận. Thứ hai, nó đã gặp cái vùng cản cũ của nó ở đây, nên là nó có xu hướng sẽ bị trục đầu và sẽ tái tích lũy trở lại. Ngày hôm nay thì được cái là các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản đã ghi nhận những cái mức xanh gọi là cũng tạm ổn anh chị. Nó phần nào đó là gánh và đỡ giúp thị trường rất là nhiều. Rồi, điểm sơ qua về thị trường ngày hôm nay anh chị thấy à, VN-Index của chúng ta đóng cửa ở mốc 1252.72, giảm 4,69 điểm, tương ứng là 0,37%. Ngày hôm nay anh chị thấy à, khối ngoại bán rất là lớn luôn, giá trị mua bán ròng là giá trị bán ròng ha, lên tận là hơn 412 tỷ. Rồi chúng ta xem thôi, nước ngoài hôm nay bán gì? Nước ngoài hôm nay bán rất nhiều Masan nè. Ở đợt trước anh chị nào hô hào Masan là có phải là đi chưa? Em đâu có cảnh báo cả nhà lên vùng quanh 81, 82 là phải vùng đỉnh cũ. Nói vùng đỉnh cũ đúng, mà vùng cản trung hạn của nó theo Ichimoku đây cũng là vùng cản cũ nè. À, những người mà đua đây là thấy mệt không? Anh chị thấy cái mô hình đánh giống con BNG không? Chị em đồng thấy đánh rất là giống ha. Nó sẽ còn cơ hội đâu đó tầm 2 phiên nữa, nếu như mà con Masa này nó không tiếp tục gọi là rút lên thì khả năng cao nó sẽ vẫn tiếp tục những cái nhịp điều chỉnh nha anh chị. Đó, bởi vậy là anh chị nhà tư hạn chế chúng ta theo dõi các cái sự gọi là thông gọi là báo cáo truyền thông anh chị ha. Họ chỉ đưa tin đồn là media các thứ, họ tự cho rằng là con Masa này có thể lên vùng giá 90, 100 mà không có bất cứ một cái luận điểm nào đó. Đó, dù sao thì về phân tích kỹ thuật anh chị thấy nó cũng đi rất là đúng nha. Phân kỳ thì giảm. Đó, còn gặp kháng cự thì cũng giảm luôn chị. Đó, gặp hỗ trợ thì lúc bật lúc không. Đó, chúng ta phải tuân thủ các cái nguyên tắc một xíu thì chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận thôi. Đấy, ngày hôm nay thì ngược lại chiều mua VP Bank là bán HBG, Techcom, nhưng mà bán khá là nhiều đó. Ngày hôm nay thì khối ngoại xả khá là căng nha anh chị. Đấy, khối ngoại xả rất là ghê gớm luôn. Rồi, vậy thì về thanh khoản anh chị thấy rằng thanh khoản ngày hôm nay đã ghi nhận những cái mức gọi là sụt giảm hơn so với ngày hôm qua, và đồng thời đó là anh chị thấy thị trường chúng ta hiện tại đang bị out Bollinger Band rồi, nên là trong tuần tới sẽ là một cái tuần mà em Long đánh giá là sẽ phục hồi rất rất là ok của thị trường. Mặc dù thị trường chúng ta thấy đó là có những cái nhịp ép bán xuống, nhưng hầu hết các mã cổ phiếu của anh chị đều không ghi nhận những cái mức giảm quá đáng kể. Đó, ngày hôm nay thì em Long lên một clip cho anh chị luôn, mà không biết là nó có về hay không thôi. Đây, banh à, ngân hàng cho anh chị mua gì. Ngày hôm nay thì nhóm Long có cho tham gia là mã cổ phiếu MSB nè. MSB, à đây đây đây, giá còn y nguyên là anh chị. Đó, anh chị thấy không? Tham gia giá bao nhiêu? 11.8 đến 12.1, đúng không? Ngày hôm nay giá thấp nhất của nó là 12.1 luôn chị. Thấy em Long khuyến nghị hay không? Đó, về đây là sẽ bật hồi thôi, đâu có cái xác suất nào mà lệ thủng ở đây. Đó, chia ra mà mua anh chị. Rồi, một mã nữa là mã nào ha? À, thì ông nhớ coi, ACB có về tới không nè, 24.3 đến 24.7, hiện tại giá của nó là 24.9 và giá thấp nhất là 24.85. rồi, gần về tới ha. Rồi sang tuần tới nó có nhúng thêm về thì cũng là cơ hội để anh chị nhà tôi mua thôi. Anh chị thấy là thanh khoản rất là thấp đó, đâu có gì quá xấu đâu anh chị. Techcom thì chưa về điểm mua nè, MSB rồi.
Còn con nào nữa ta? À, để em Long bật Zalo lên anh chị ơi. À đây, kịch bản à, sáng nay nè. À, đây, sáng nay em đề cập cho cả nhà là VN30 F1M về thêm 5 cho đến 10 điểm nữa là vùng hỗ trợ cứng nên sẽ có hồi phục và VNX cũng sẽ hồi lên nên đừng bán đuổi nhé. Rồi, việc giảm điểm trong sáng nay sẽ vẫn có thể còn nhưng cũng là cơ hội rất tốt để chúng ta có những cái nhịp lướt T cộng nè, lướt ngắn T0, T1 hạ giá vốn. Phái sinh giảm 5 10 điểm nữa sẽ có cầu, vì thế VN-Index sẽ giảm về 1245, 1250 anh chị thấy không? Là sẽ có lực đỡ mút nha cả nhà. Nhóm mình bắt chứng khoán và dầu rồi nè, có thể canh gia tăng thêm tỷ trọng với chứng khoán đang có rất nhiều các mã chúng ta phải mở mua vì nhóm này đang đạp mạnh và sẽ phục hồi lên trước. Sau đây là những mã mà anh chị nên bắt nè, trong đánh nhịp hồi nè. Đây em liệt kê một cả list luôn, HCM nè, 27.3, 27.8 nè, STS 39.5, 40, VCI, SSI, MBB, đây, MBB nè, đúng rồi, cảm ơn em khuyến nghị MBB anh chị, 24, 2 cho đến 245, đó, rất nhiều mã, MSB, TP Bank, ACB, rồi khi nè, 10 giờ 52 phút nè, chuẩn bị múc banh nhé cả nhà, lúc này áp lực bán nó bắt đầu lên cao nè, mua MBB, giá nhân đây, ACB trên này, đó, rất là nhiều mã cho anh chị lựa chọn luôn, trước mắt là có 3 mã lựa trước nè, nhóm chứng khoán đang neo tốt, đừng sợ nhé cả nhà. Rồi, chiều nay thì em đâu có chút chuyện nên là em đâu chỉ có nhắn một xíu thôi anh chị. Đó, chừng đó dữ liệu thôi thì cũng đã cho anh chị nhà đầu tư những cái góc nhìn gọi là khách quan rằng là em Long khuyến nghị như nào. Em qua là mã nào cũng khuyến nghị hết, đúng không? EIB có về vùng mua chưa? Chưa anh chị, EIB thì còn xa lắm. Techcom. Techcom là gì? 23 đến 234. Đấy, về nè anh chị, thấy không? À, xúc vô thôi, ngày mới thấp nhất 234 luôn, chị thấy hay không? Có thể nó nhúng thêm xíu nữa nhưng mà đây cũng là vùng cầu của nó nha. Nên là đừng quá căng ke giá. Chúng ta lợi T nên là hàng về sang tuần sau chỉ cần mở khách sạn thôi thì lực hút giá nó sẽ lên. Đó. Về chứng khoán. Chứng khoán thì hôm nay anh chị thấy là đâu giảm nổi đâu chị. Đúng không? Này BVS nè, kêu anh chị mua đâu? Có không? Ui BVS có về tới đâu? Nè 378 đến 383 nó đâu có về tới đâu hả? Nói chung là đặt rất là nhiều kỳ vọng luôn VDS nè. Đúng không? VDS thậm chí là em cho tham gia ở 19.5 mà rung tín hiệu em Long, thậm chí là rung cộng đồng cũng có phím lệnh luôn. Chưa về tới nè. Đây CTS nhiều hôm nay về tới đó anh chị. À gần tới rồi. 36 đến 365 ha. Cứ nhúng thêm một xíu nữa là mua được anh chị. Đó, rất nhiều mã cho anh chị lựa chọn ha. BSI hôm nay thì đang bị đạp nè, xem có bị đạp ATC không? Có một xíu ha. VSI là gì? 46.3 trên 47. Đó, về vùng mua rồi nha anh chị. Đó, chúng ta sẽ đánh một cái nhịp hồi phục lên trên đây. Nó có đạp cũng là cơ hội thôi, chứ không phải có một cái điều gì đó gọi là quá ghê gớm đâu. Là anh chị cứ yên tâm nha. Rồi. Vì sao mà em Long cho bắt đúng không? Thì cũng có lý do của nó cả nha anh chị. Chứ không phải là dòng dầu khí thì em Long cho anh chị tham gia BSR và BLX ha. Hiện tại là cũng loanh quanh giá vốn chị BR mặc dù rung lắc à, ngày hôm nay thì cũng loanh quanh cái giá vốn mình thôi. Em Long thì cho anh chị tham gia từ 21.3 đến 21.5. Đó. Giờ nó vẫn y nguyên cái giá đó thôi. BLX thì cho anh chị tham gia 41.4 à. Hiện tại thì phân kỳ vẫn còn đó mà em vẫn kỳ vọng nó sẽ phục hồi lên cái biên trên này chúng ta mới bán à. Còn nếu vi phạm thì chúng ta sẽ thực hiện cắt lỗ sau. Và hiện tại nó đang rất sát cái hỗ trợ cung tuần à. Nên là anh chị yên tâm à, nó sẽ có những cái nhịp hồi phục qua sang tuần thì con BLX này sẽ mở khách sạn tuần ra, nó sẽ có dấu hiệu là phục hồi đi lên thôi. Nên là anh chị cứ yên tâm. Lực bán gần như là không còn nữa luôn anh chị. Ha. Về bất động sản thì hôm qua thì em cũng có phím cho anh chị là một xíu thôi, nhiều con NHA thì có về điểm mua đó. Thì hôm nay xem thử có NHA đỏ không. Đây vẫn đỏ luôn ha. NHA mua cho em Long là giá bao nhiêu? 25.2 đến 25.7 có về tới không? Thì hôm nay thấp nhất của nó là 25.7 luôn chị ha, bị đạp về cuối phiên thôi, nó vẫn đang trong cái biên độ tái tích lũy nè, cái thế này khá là đẹp ha, nếu như gãy ngược lại thì chúng ta thoát, đừng lo nha anh chị, về là mua đi, 25.2 đến 25.7 về là mua nha. Rồi thì điểm sơ qua các mã cổ phiếu thì anh chị thấy rằng nó đâu có sự phá đáy đâu đúng không, và những mảnh thép này chúng ta xem thử coi HBG về đúng hỗ trợ 26 là cứ nhảy lên thôi mà đâu có bị bán tháo đâu, hôm nay volume thấp luôn. VGS thì đang ở nền cao không nói ha. VGS thì riêng Long là nó xuống đây chúng ta mua không thì thôi.
Nam Kim tham chiếu, HSG cũng tham chiếu ha. Nhìn chung thì thị trường chúng ta cũng gọi là vẫn tạm tạm được ha anh chị, không phải đến mức quá xấu. Đó. Rồi, nhìn về phái sinh thì chúng ta thấy rằng nó đã về hỗ trợ cứng rồi nha. Ngày hôm nay thì em Phi Long cũng tham gia một lệnh long ở 1325 mà chưa khớp anh chị, nó chi. Em Phi Long đợi nó quét thêm nhưng mà nó không về ha. Anh chị học Ichimoku sẽ biết tại sao em Phi Long lại tham gia ở 1325 ha. Và nhịp đánh phục hồi này em Long sẽ đánh 1325 á thì nó sẽ phục hồi lên phía trên này ha. Anh chị nếu thích tham gia phái sinh thì có thể là tham gia phái sinh bên gem cùng em Long ha. Chúng ta sẽ đợi ở mốc 1325. Anh chị yên tâm, nó có quét qua thì cũng không sao đâu. Chúng ta sẽ đánh một cái nhịp hồi phục ít nhất chị cũng phải có giá 1335 cho chị. Có nghĩa là anh chị sẽ lợi được đâu đó là 10 điểm anh chị ha. 10 điểm là cái giá bèo nha anh chị nha. Đó, 10 điểm là giá bèo, còn tính về cái target mà đúng của nó là nó có thể hồi về thêm trên đây nha anh chị ha, 1340, thậm chí nó khùng khùng đi điên lên là 1345 được, là cái biên nó rất là lớn, rất đáng để chúng ta có một cái nhịp gọi là đánh hồi phục lên trên đây. Đó, hiện tại thì anh chị thấy ha, các cái chỉ số của nó này về xuống thấp rồi, về vùng này chúng ta phải lon lên chứ ai mà đi bán nên gì ha. Cô bắt một về đáy hết rồi đó, hình tạm thời đang bị out Bollinger Band, out Bollinger Band rồi. Rồi yên tâm ha, về đó thì cứ lon lên em Long đi. Chúng ta sẽ đặt các lỗ tầm 3 đến 5 điểm, nhưng nếu được thì chúng ta sẽ được từ 10, 15, thậm chí là 25 điểm là có ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong khung nhỏ hơn thì khách sạn vẫn đang mở ra và cái lực đỡ giá nó sẽ có anh chị ha. Nó phóng xuống không còn được bao nhiêu đâu. Nếu anh chị học theo Ichimoku sẽ biết các dao kiếm nó mặc dù đang phóng xuống nhưng mà đang khá là xa nhau rồi. Đó, trạng thái cũng đang khá lỏng lẻo. Đó, về 1330 là nó có phản ứng anh chị ha, yên tâm đi. Ở đây cũng là vùng tên can của nó nè, sang tuần sau nó sẽ lấy lại những cái móc này thôi, không có gì gọi là quá đáng sợ đâu. Đó, các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng cũng đang về những cái vùng hỗ trợ rồi, nên là việc phái sinh nó sẽ có một cái nhịp hồi lên và có thể đào tiếp thì xác suất vẫn có thể xảy ra đó, nên là anh chị lưu ý nha. Rồi điểm qua về VN Index nè anh chị thấy ha. Về VN Index anh chị thấy không? Nó đã gần về những cái vùng hỗ trợ cứng của nó rồi, nên là anh chị yên tâm ha. Anh chị thấy rằng nó chỉ đạp điểm số là chủ yếu thôi, có đạp thêm cũng là cơ hội anh chị ha. Sang tuần sau thì anh chị lưu ý rằng khách sạn sẽ mở ra dần dần đó, nguyên một tuần sau là khách sạn mở ra luôn, trong 2 3 ngày đầu tuần thì chưa, nhưng mà trong các khung khác thì nó đang cho dấu hiệu mất cân bằng, nên là cái xu hướng phục hồi nó sẽ là có. Và anh chị lưu ý ha, những nhịp này là đang những cái nhịp ép bán thôi, nên là yên tâm nó sẽ quay phục hồi lại những cái giá này cho anh chị ha. Ít gì VN Index cũng phục hồi lên 1263 cho anh chị, nên là việc này cứ yên tâm. Thậm chí nếu mà vượt qua được 1263 thì nó sẽ lại đảo chiều xu hướng ở trong khung nhỏ, thì lúc này sẽ là một cái cú mà phải gọi là rất là ổn, một cú rũ bỏ rất là hay của thị trường đó. Nó vẫn đang trong cái kênh giá giảm nè, yên tâm anh cả nhà, về đây nó không có những cái xu hướng là bán tháo xuống nữa đâu. Nên là đối với em Long góc nhìn là chúng ta sẽ vẫn giải ngân bình thường ha. Ngày hôm nay nhóm anh chị thấy ha, em báo trong room là mua rất là nhiều, không có gì phải sợ đó, thậm chí trong room cộng đồng em còn hô là múc hút xúc á đó. Cả nhà cứ yên tâm, có thể là về đồng hành với em Phi Long ha. Thì thị trường của chúng ta sẽ đang vận động theo những cái biên sideways thôi anh chị ha, những cái sideways lớn. Biên cái biên thì với VN Index thì hơi lớn một xíu anh chị, nhưng mà hiện tại thì đã về các cái vùng biên dưới rồi, các cái vị chỉ báo cũng đã cho dấu hiệu rằng là nó đã rất gần với cái nhịp hồi phục rồi nha anh chị nha. Thì vùng này là cái vùng không phải để anh chị bán tháo nữa đâu, nên là ráng kiên nhẫn trong long, nó có đạp thêm thì cũng là cơ hội để cho anh chị mua thôi nha. Nhìn về khung nhỏ anh chị sẽ thấy nó sẽ có một cái nhịp đủ tê cho anh chị ha, quá bán hết trơn rồi. Thậm chí nè anh chị thấy không, giờ MFI nè nó vẫn đang đi vào thị trường nè đó, nên là yên tâm ha, nó quét thêm thì cũng không sao đâu. Ok, với lại trạng thái của nó đang phóng nhanh như vậy thì những cái nhịp quay đầu của nó đang thì nó sẽ rất là mạnh nha anh chị, nên là lưu ý cho em Long cái điều đó, nên là cứ yên tâm ha. Về đây mà anh chị sợ nữa thì đúng là bó tay luôn.
đúng không? Vùng trên anh chị dám đua, vùng này anh chị biết gọi là can đảm lên 1240 nè, 1243 là vùng hỗ trợ rồi. Ở đây là đừng có bán buôn, đừng có bán nữa nha, chỉ có mua vô thôi. Rồi đó nha anh chị, thì thị trường thì em chỉ view sơ lược thế ha. Rồi sang ngày mai đi, em sẽ tổng kết thêm về các cái tín hiệu từ thế giới nữa, và từ đó chúng ta có thể là đưa ra thêm các cái quyết định cơ cấu hàng làm sao cho nó hợp lý. Hiện tại thì các mã cổ phiếu thuộc room của em Long nó vẫn chưa mang lại những lợi nhuận quá lớn, nhưng thị trường ha và các mã cổ phiếu đang cho những cái dấu hiệu tạo đáy rất là rõ rồi, nên là em Long vẫn kỳ vọng rằng sang tuần sau thì thị trường chúng ta sẽ vẫn tiếp tục những cái đà phục hồi mà thôi. Nên là anh chị đừng quá lo lắng giúp em ha. Chúng ta bán thì bán những lúc hưng phấn anh chị, còn bây giờ những lúc nhà đầu tư hoảng loạn thì chúng ta phải bắt buộc phải làm trái ngược theo, chúng ta phải mua. Ở vùng phía trên thì em Long đã cảnh báo với cả nhà là hãy chia ra tỉa bớt đi, bởi vì cái xác suất mà đi lên khá là khó nếu anh chị đã theo dõi em Long. Vì sao? Bởi vì lúc đó là các nhóm ngành thuộc những ngành bất động sản nó liên tục tìm những cái đáy mới, đúng không? TCH, DIG, Novaland, rồi BDR nữa liên tục phóng xuống đó. Thì em Long nói rằng với cả nhà là ít gì nó cũng phải cần 2 tuần để tái tích lũy trở lại để có thể là đi lên tiếp, và hiện tại tuần này nhóm bất động sản đã hồi rồi, thì anh chị yên tâm ha, cái nhóm đang rất là yếu như vậy nó cũng đã cho dấu hiệu tạo đáy ra rồi ha. Thì những nhóm ngành như nhóm ngành thép, nhóm ngành chứng khoán sẽ sớm sẽ có những nhịp chững lại. Về nhóm ngành banh, nhóm ngành trụ thì nó đang rớt từ cái nền cao về cái nền bên dưới thôi, nên là đây đánh giá là sẽ vẫn là một cái nhịp vẫn có thể hồi phục. Và nếu như anh chị đã học theo cái phương pháp gọi là đánh gãy nền rũ ha, thì đây chỉ cần anh chị thấy rằng các dấu hiệu của nó sẽ quay về được cái nền, cái hộp tích lũy đa vát của nó thôi, thì xác suất cao là nó sẽ có những cú rũ bỏ khá là tốt. Chỉ cần anh chị thấy rằng nó leo lại cái hộp, đây em ví dụ một mã đơn giản là STB đi, nhiều mã mà vậy, CTG cũng vậy ha, STB này anh chị thấy nha, nó đang tái tích lũy trong cái hộp này đúng chưa, thì nó đâu có gì đâu, thậm chí nó có thể nhúng thêm nữa đúng không, nhưng chỉ cần nó quay lại được cái hộp thôi thì sao, thì thị trường chúng ta sẽ lại tưng bừng thôi chị ha. Lưu ý trong lòng cái điều đó, không có gì quá gọi là sợ hãi ở đây hết. Khi nào mà như vậy nó quay lên đúng cái hộp nhưng mà nó lại cắm đầu xuống luôn như vậy thì chúng ta thoát đúng không, là nó sẽ tạo mô hình vai đầu vai ngược rồi, thì chúng ta ra thôi không sao hết. Còn bây giờ đối với Long cái góc nhìn nó đang rất là ổn anh chị nha, yên tâm, nó có đạp về thêm cũng là vùng anh chị mua thôi. Này em để cái giá sẵn đó, cho cả nhà đó rất là nhiều ha, nếu anh chị đã theo dõi cái video mà 20 phút của em Long thì anh chị cũng đã biết rồi. Rồi thì cũng đã cuối tuần rồi, và video của em Long cũng tổng kết thị trường sơ sơ thế ha. Và nếu như anh chị thích phong cách đầu tư của em Phi Long đánh nhanh rút gọn dứt khoát hiệu quả, nói một là một, hai là hai ha, không có vụ mà lấp liếm này kia, bởi vì bản thân mình cũng là một người mới nữa nên là không có cái vụ gọi là chim lợn các thứ gọi là bịp bợm mà, thì sẽ luôn mang đến những cái góc nhìn gọi là khách quan nhất đến với anh chị nhà tư đó. Liên tục khuyến nghị cho anh chị nhà tư là gì, bán STB đi đó. Tại sao, thì cái này là không có gì quá khó hết, nó tạo phân kỳ rất là rõ luôn đúng không. Như vậy thì anh chị không bán nữa thì làm cái gì, anh thấy dòng anh chị dòng tiền rút ra không? Đó đó là lý do vì sao mà khuyến nghị cho anh chị nó có phá đỉnh cũng là bán ra. Nếu anh chị theo dõi em Long nhiều anh chị sẽ biết là em Long khuyến nghị chị cho anh chị bán đâu, bán ở giá 35.5 cho đến vùng giá là 36, thậm chí nó kéo còn 36.5 nữa đúng không. Tuy là mình không chốt, không bao giờ đúng đỉnh, nhưng mình cũng sẽ chốt được quanh những vùng đỉnh rồi. Khi mà mình mua cũng không bao giờ sẽ bắt được những vùng gọi là cái đáy thấp nhất, nhưng mình cũng bắt được những cái giá ở cái vùng đáy thấp nhất rồi, nên là anh chị cứ yên tâm mà về đồng hành với em Phi Long ha. Khi mà ai cũng hoảng loạn thì em Phi Long đã cho anh chị những cái nhìn khác về bản thân của em Phi Long. Thị trường đỏ lửa đúng không, em đã hưởng cho anh chị mua MHV nè đúng không, trong đúng tín hiệu TP Bank nữa chứ, TP Bank không biết có khớp không nhỉ? Chưa ha, TP Bank chưa về rồi. ACB đúng không? ACB và MBB là hai mã nó đang về cái điểm mua nè, cho anh chị mua thoải mái, về là mua thôi, kế hoạch làm sao thì mình làm vậy ha. Rồi BXI thì em cho anh chị bắt ở 47.5 nè, hiện tại cũng đang lõm một xíu nè, nhưng mà chúng ta yên tâm ha, chúng ta sẽ còn một cái nhịp bắt nữa ở quanh 46.1
nè, 4.630 đó, quanh đây là chỉ cứu súc đó thôi đó, khối lượng bán không có đâu, chứng tỏ gì khối lượng bán này cũng nhỏ lẻ lắm chị. Và nếu như tổng thể sao nó đang về cái vùng biên dưới mà, có gì đâu mà chúng ta phải chạy, đúng không? Là anh chị thấy nè, các chỉ báo là đều đang đi về vùng sao, vùng biên dưới rồi, không lẽ chúng ta lại đi bán ở đây? Hồi phục lên là bán nha anh chị, ở đây là không có bán đâu. Rồi ok ha, yên tâm đó. Thì nếu mà anh chị thấy phong cách của em Phi Long dứt khoát thì hãy về đồng hành với em Phi Long ha. Thì nếu anh chị về đồng hành với em Long thì em Long sẽ hỗ trợ cho anh chị một một nè, được tham gia các cái room tín hiệu riêng của em Long, cũng như là được tư vấn một một, rồi được tham gia các room tín hiệu của team anh Tony Tèo nữa. Thì team anh Tèo sẽ có bao gồm là anh Đông, anh Trọng, anh Long đó. Anh chị thích vào room ai thì em sẽ add anh chị vào cái room đó thôi. Rồi một lần nữa thì em Long cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem hết cái video này của em Long. Và nếu như cả nhà muốn đồng hành với em Long thì hãy liên hệ với số điện thoại và Zalo của em Long nha, là 0396046432, thì em Long sẽ trực tiếp hỗ trợ đến quý chị nhà đầu tư. Ở đây sẽ có hai hình thức để anh chị sẽ trở thành khách hàng của em Phi Long, đó là SSI Y610037 và ID Binzem là BR8440. Về Binzem thì anh chị lưu ý rằng nó sẽ cung cấp sức mua cho anh chị gấp 5 lần. Vì thế nên là anh chị hãy cân nhắc, nếu chúng ta sử dụng thì hãy sử dụng một phần nhỏ số lượng tiền mình đang có thôi. Ví dụ anh chị có 10 phần thì anh chị chỉ nên bỏ 1 cho đến 2 phần vào đây thôi. Chúng ta sẽ đánh những nhịp ngắn T cộng. Rồi, còn không thì thôi bỏ qua ha. Hoặc là anh chị đang quá gọi là thiếu tiền, cũng như là anh chị không biết làm sao để cân các mã cổ phiếu đã về cái vùng biên dưới, thì chúng ta có thể là rút bớt một phần tiền ở bên công ty chứng khoán, chúng ta sẽ qua bên AppGem thì ta sẽ nhân 5 sức mua cho anh chị, để chúng ta có thể những cái nhịp cân giá để chúng ta có thể là ra hàng một cách ok và tốt hơn. Rồi một lần nữa thì em Long cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ những thời gian quý báu ra để xem hết cái video nhận định về thị trường của chúng ta ha. Tuần này tuy là một tuần điều chỉnh khá là khốc liệt cho một cái nến tuần rất rất là xấu, nhưng sang tuần sau anh chị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có những cái nhịp thăng hoa hơn. Vì sao? Vì khách sạn khung ngày cũng đã mở ra rồi, nên là anh chị cứ yên tâm vào tuần sau nha. Rồi một lần nữa thì em Long cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và cảm ơn cả nhà đã bỏ ra những thời gian quý báu của mình nha. Rồi thì em Long cũng chúc cả nhà cuối tuần có thời gian ấm áp bên gia đình và người thân. Rồi hẹn chào tạm biệt cả nhà nhé.